có quay gõ về cái ngôi chợ ở tại chợ này được gọi là cầu Trà Thôn á. Chắc chợ này cũng lấy cái tên của Trà Thôn luôn á quý cô chú. Cùng vào trong tham quan một xíu về cái ngôi chợ thôn, khá là thôn quê quý cô chú. Hôm nay là ngày rằm mình ăn chay quý cô chú. Em ăn chay nên cũng không có mua gì nhiều, chủ yếu là xuống chợ Trà Thôn để kiếm một miếng gạo quý cô chú. Trứng này trứng ngỗng hay gì chị? Trứng ngỗng. Bự quá bự. Chợ quay. Cái chợ mình gọi là chợ Trà Thôn. Trà Thôn phải không cô? Cô nhớ cái chợ Trà Thôn này là có bao nhiêu năm chưa cô? Lâu lắm rồi, không quen nhớ. Dạ. Lâu lắm hả cô ha? Wow, cô đang bán sinh sáo hả cô? Sinh sáo sinh xa, bình thường. Dạ, wow, cực kỳ là dạ, quý cô chú. Sinh sáo với sinh xa, nó lọt sập. Wow. Ở đây cô bán lâu năm chưa cô? Lâu rồi, tôi bán mười mấy năm rồi. Cái chợ cũng mười mấy năm rồi. Dạ, dạ. Cô bán cũng mười mấy năm rồi cô ha? Dạ. Trời ơi, mà không có không có giàu. Dạ. Đây 10.000 là quá nhiều luôn cô chú. Dạ. Lâu lắm rồi con mới gặp lại sinh sáo. Dạ. Cảm ơn cô nha. Thấy có chị đang nghe nhân lòng về thì để em quay gõ về tổng quan về ngồi chợ để cho chung của chúng xem. Ở đây là nằm gặp cái con sông luôn quý cô chú. Con kinh rất là thoáng mát. Wow. Cô. Đây thấy có cá rô phi nè. Wow. Dạ. Trời mưa, đâu có. Trời mưa rồi đâu có bán được á ngoại. Trời mưa. Dạ. Ngoại đang bào rau muống ở ngoài. Sao bữa nay rất là vui luôn quý cô chú. Gì vui chứ ngoại? Đang làm gì ngoại? Ai quay quá. Con còn vui nữa, theo con bắt không vui. Dạ. Bữa nay cô che dù mới quý cô chú. Cô rất là vui và phấn khởi. Ở phía bên tay trái của quý cô chú là cái cây cầu Trà Thôn quý cô chú. Ở đây là sáng quý cô chú sẽ gặp được cái hình ảnh ngôi chợ quê chùm phạm tay cầu Trà Thân Trà Thôn quý cô chú. Ở đây bà con cũng bán đồ rất là nhiều luôn, cặp theo một cái đường. Đây, lúc trước thì cá nhân của em thì đi bán chợ vòng vòng khu vực này nè, cái chợ này em cũng có đi bán rất là nhiều lần. Nếu mà nói về đánh giá thì cái lượng khách hàng ở đây cũng mua gọi là cũng bán rất là được quý cô chú. Wow, ở đây chị bán rất là nhiều loại cá luôn, cá bóng, cá này cá lăng hết chị, cá lăng. Dạ. Yeah. Wow. Trà đây
Đó là thấy có cá sặc rất là bự luôn. Đây cá sặc đây. Dạ. Yeah. Wow. Đó quay đây. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Wow. Đâu đó nó gặp cá sặc. Mời quý vị cùng mình đi tiến thẳng vào chợ cá gì vậy. Con gái bán gì? Con gái bán cốc hơn gái. Cốc với rau muống hả? Rau muống này nhiêu bó? 5.000 hả? Rồi đấy chú tiếp, chú tiếp cho con bó rau muống. Rồi đây con bó rau muống. Rau muống rau muống. Con gái giỏi quá. Quá giỏi. Con gái học lớp mấy rồi con? Lớp 8 hả con? Lớp 6 hả? À, 6 mà ra chợ ngồi bán phụ mẹ rồi cũng giỏi ha. Quá giỏi. Này, bánh này con bán sao? 6.000 ký hả? Wow. Lấy chú 1 ký đi. Còn ra luôn quý cô chú. Dạ, mới phải không ngoài? Dạ. Mới bẻ luôn á. Ở đây bà con làm gãy rất là nhiều cô chú. Thôi chú có bọc con, chú lượng ký hay con? Lấy 1 ký đem. Ký 6.000. Mấy 1 ký đi, 1 ký có 6.000 à. Nửa ký, lấy 1 ký đi. Ký đi về luộc ăn. Bắp mới tinh luôn quý cô chú, mới hái luôn. Nhà con trồng nó bắp cái gì con? Trồng nó bắp với gì nữa con? Đậu bắp không hả? Hàng gì đậu bắp con bán rẻ quá. Từ gối luôn quý cô chú. Gì mà bé nó bán có 6.000 ký rồi. Ký nhiều lắm. Nhà chồng luôn quý cô chú. Ở đây có thấy một cái sạp rau của bà cô bán rất là đủ đồ luôn quý cô chú. Xứ sở chợ mới á thì quý cô chú sẽ thấy là những cái loại rau rất là nhiều, bà con cũng như là trồng trọt rau rất là nhiều quý cô chú. Và wow, này thấy có bắp. Có bắp này là mình phân bọc gì là nhiêu tiền bọc cô? 5.000 hả cô? Rẻ dữ rồi, 5 trái mà có 5.000 hả? Cô chú, một bọc bắp gì là 5 trái luộc rồi mà có 5.000 cô chú. Tại vì cây nhà lá vườn á, này chắc độ là cô ở nhà có trồng bắp. Đó là rất là tự hào về quê hương chợ mới. Đồ ăn rất là rẻ luôn quý cô chú. Từ rau, từ các đồ gọi là ở đây là thấy mấy chị cũng mua rất là nhiều. Ôi, rẻ quá, em cũng mua, con mua 2 bịch luôn ngoại ơi. Dạ quá rẻ hả ngoại, một bịch bắp gì 5 trái mà có 5.000 à, trái có 1.000. Nói chung là cái trái nó hơi nhỏ chút xíu nhưng trái 1.000 là quá rẻ rồi. Cái bịch này 4 trái, trái bự nữa. Chị ơi lấy có 2 bịch. Cô con lấy 2 bịch bắp rồi cô. Ngoại hôm nay mua gì ngoại? Mua củ dền về nấu canh hả ngoại? Dạ. Dạ đây. Ngoại mua củ dền rồi quý cô chú. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại?
79. 79 không ạ? Còn tuổi nó mới 80. Dạ. Là ngoại mua về ngoại ăn mình nên á. À, là... có thêm đứa cháu nữa. Dạ. Với mua về hai bà cháu. Thôi cho hai bà cháu ăn. Rồi con chúc ngoại thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn dạ, dạ, dạ. Ngoại con đi. Ở phía trong cũng là rau củ quả quý cô chú. Đây thì thấy có nhãn măng cục. À, wow, bò khía. Cô ở trong mà thấy có bán bánh và khô nữa cô chú. Ăn gì chụp hình trời. Wow, mà sao là có bán sao là thấy có bán đồ đĩa giết muỗng đủ thứ cho quý cô chú. Cùng mời quý cô chú mình đảo ra phía ngoài quý cô chú ơi. Wow, nãy giờ ghé ngoại mà con không gặp mấy khúc mía này ngoại. Mía này gọi mía gì ngoại? Dạ. Mía cô ba hả ngoại? Một khúc gì là nhiêu tiền khúc ngoại? 5 ngàn hả? Ăn rồi rẻ dữ à, con lấy một khúc rồi. Dạ, bán con một khúc mía. Lâu lắm rồi con mới gặp lại mía đen này nè. Dạ. Ở đây là rau này chắc rau hương liệu không ạ? Dạ. Dạ. Cùng tổng quan về cái ngôi chợ Trà Thôn này thì quý cô chú sẽ thấy tuy là rất là nhỏ gọn nhưng mà bà con đi rất là đông quý cô chú. Hôm nay là ngày rằm ăn chay nên thấy có bà ngoại bán núng quý cô chú. Dạ cô. Dạ ngoại. Dạ. Ngoại cái núm này là bán sao ngoại? Bán ngày thường thì 8 ngày, ngày tư thì 9-10 ngàn. Dạ, như là ngày thường thì có 8.100 gram hay gì ngoại? Dạ, còn ăn tương là lên 9 ngàn hay gì ngoại? Dạ. Mà bán con 10 ngàn hay ngoại? Dạ. 20 ngàn đi. Dạ. 20 ngàn đi. Đây là ngon nè con. Đặt rồi đó hả ngoại? Dạ. Bông bí à, ngoại bán cũng rất là nhiều. Con thấy cái cây này, con thấy cái bông này bông gì ngoại? Cái này cái đọt mướp. Đọt mướp hả ngoại? Dạ, đọt mướp này mình về mình luộc hay sao ngoại? Dạ, luộc ăn cũng được, cũng như cái mướp mình đó. Dạ, wow, cảm ơn ngoại. Còn bí nữa quý cô chú. Wow. Hôm nay thấy bông bí cô bá lặt rồi nhìn. Ôi ơi cái màu quá trời đẹp luôn. Ngoài nhưng mà ngoài chứ. Bông bí. Bông bí với bí với ngoại bán cái đọt này đọt sầu đâu hết vậy ngoại? Dạ. Đọt chạy. Đó giờ con cũng không biết. Thầy nấu canh cô ha. Dạ. Dạ, đó giờ con chưa ăn luôn á. Dạ. Ngoại cái bông bí này ngoại bán sao ngoại? Bí nó có 20 ngàn ký. 20 ngàn ký hả con? Còn cái búp thì 30 ngàn. Dạ, cái búp thì 30. Rớt rồi. Dạ, cảm ơn cô. Ngoại bên đang
lựa rau đó quý cô chú, lựa rau để ngoài phân loại ra ngoài quán. Dạ. Củ này gọi là củ gì ngoài? Dạ. Củ gì ngoài? Củ nghệ không ngoài? Thấy củ nghệ cũng lạ lạ. Nghệ đỏ không ngoài? Dạ, ngoại mình ở đây á cô ha. Dạ. Dạ. À. Ngoại bà chồng rồi bà hái rửa đem về chợ bán luôn với cô chú. Ngoại. Dạ. Dạ. Thấy không? Ngoại lật rau thơm. Thơm quá thơm. Rồi, cảm ơn ngoại ngoại ơi. Chúc ngoại thật nhiều sức khỏe. Đó đằng kia kìa chỗ bán cam đó. Hay quý cô chú, đây là tổng quan về ngôi chợ Trà Thôn. Hôm nay đồ chay thì lại kiếm thấy ngoài trước cổng vô là thấy có bà chị bán đồ chay rất là hấp dẫn quý cô chú. Wow. Cái này là chất gà quá. Cô làm cái màu da giống gà. Cái này hết tập rồi. Cô cái này là gọi là gì cô? Đùi gà. Đùi gà hả cô? Wow, thấy cái da gà nè. Đồ ăn chay bây giờ mình cũng biến tấu ra rất là nhiều món với cô chú. Này có dừa mắm nè. 10 ngàn. Có mắm nè. Rất là nhiều luôn cô chú. Đây là cô phân loại cơ luôn. Mua chanh một bọc nhỏ mắm ấy đi. Đó đó. Nhiều rồi. Bọc nó 6 ngàn luôn. Đấy anh bọc. Em phái ăn mắm đó nó gọi là bì ha. Dạ. Có mì xào. Gọi là rất là ăn. Đây có ba gọi nữa nè. Wow. Đồ ăn tương rất là đa dạng và phong phú với cô chú. Rất là nhiều luôn. Rồi bộ bữa giáo của ẩm thực phố đến đây cũng đã dài quý cô chú ơi. Xin được phép khép lại tại đây. Thì hôm nay muốn giới thiệu đến quý cô chú một cái ngôi chợ quê Trà Thôn ở gần thuộc xã Long Điền B, huyện Trợ Mới. Thì ngôi chợ này thì theo như cô chia sẻ, các cô bán ở đây đó, thì cô hỏi thì cô nói cô bán cũng được mười mấy năm rồi. Tức là ngôi chợ này có thể cũng có thể mười mấy năm đó quý cô chú. Có thể trước lên nữa. Tại vì nói chung cái độ tuổi thì cũng khó biết lắm. Nó hình thành lên một cái gọi là cái gì đó mà ngôi chợ ở đầu mương thì lúc trước có rất là nhiều. Chợ Chùm Hổm thì bây giờ quý cô chú thấy có những khi ngôi chợ như gì bà con đi là nó rất là đông. Những ngôi chợ mà mình nằm sâu ở phía trong hoặc là sâu quá thì không có thuận tiện cho cái việc bà con di chuyển để đi lại. Cái ngôi chợ như vậy nhưng mà lượng bà con đi rất là đông và rất là nhiều. Chung đồ ăn bán cũng rất là đa dạng. Đồ đồng mỗi bà con mua về hái và đem đi cũng như là đem ra chợ bán với cô chú. Như là cô chú thấy được cái hình ảnh của những bà ngoại mà lặt bó rau chỉ 2-3 ngàn thôi đem ra chợ bán và đào một củ gừng gì thôi để đem ra chợ bán, cũng như là cây nhà lá vườn đem bán để cho bà con, cũng như là bà con mình cùng gọi là chia sẻ cùng nhau. Nói chung đi ra chợ rồi buôn bán thì các cô các ngoại cũng một phần nào phấn khởi hơn, vui hơn. Còn ở nhà thì nhầm khi thôn quê thì cũng rất là buồn với cô chú. Rồi chào quý cô chú mình và hẹn gặp lại với cô chú trong video tiếp theo. Hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho quý cô chú.